quân đội ta trung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí đón xem chuyên mục Lực lượng vũ trang Hà Giang kỳ 1 tháng 9 năm 2014. Mở đầu như thường lệ là phần tin phản ánh một số hoạt động của lực lượng vũ trang trong tháng. Cuối chuyên mục là phóng sự Bình yên nơi vùng cao biên giới. Sau đây xin mời quý vị và các đồng chí đón xem nội dung chương trình. Vừa qua, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh. Tham dự hội nghị trực tuyến có 100 điểm cầu và hơn 5.000 đại biểu trong toàn quốc. Chủ trì hội nghị về phía đầu cầu Hà Nội có Thượng tướng Đỗ Bá Tị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các ban ngành đoàn thể Trung ương. Tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị trong tỉnh. Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng Trung ương giới thiệu về Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh, nghị định của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Giáo dục Quốc phòng An ninh, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án, đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020. Thông tư của Bộ Quốc phòng về quy định tiêu chuẩn tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh. Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đơn vị Bộ Quốc phòng, Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương về giáo dục quốc phòng, an ninh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thông tư về ban hành chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội. Thông tư ban hành chương trình, nội dung, chương trình khung, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mong rằng các đơn vị trong quân đội, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh, nội dung và hình thức giáo dục tuyên truyền để cho toàn thể nhân dân và lực lượng vũ trang hiểu rõ công cuộc xây dựng, tiềm lực quốc phòng là dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả nước, của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, quan điểm, chủ trương của Đảng về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới. Đặc biệt là tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế, chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam. Cán bộ là gốc của mọi công việc, do vậy việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ rất quan trọng, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhận thức rõ điều đó, trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ đã phát huy phẩm chất, năng lực, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình trong các hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hiện có hơn 100 sĩ quan trẻ, với các cấp bậc quân hàm từ thiếu úy đến đại úy, trong đó 80% đảm nhiệm vị trí trợ lý các cơ quan đơn vị và 20% là chỉ huy các đại đội, trung đội. Tuy tuổi đời, tuổi quân còn trẻ, nhưng đội ngũ sĩ quan trẻ đều xác định rõ vai trò, động cơ phấn đấu đúng đắn, tích cực học tập, rèn luyện, có ý chí cầu tiến, vươn lên làm chủ trang thiết bị kỹ thuật, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, hăng hái nhiệt tình tham gia các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị. Bên cạnh những mặt mạnh và thuận lợi nêu trên, đội ngũ sĩ quan trẻ còn gặp nhiều yếu tố tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm, chất lượng và hiệu quả công tác. Thiếu úy Ngô Thanh Sơn, giáo viên trường quân sự bày tỏ, vừa mới ra trường và sống xa nhà, khi gia đình có chuyện gì hoặc có sự tác động khách quan nào đó thì không khỏi ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao. Mặt khác, vì chưa có kinh nghiệm thực tế trong công tác, còn ngại va chạm, tiếp xúc, cán bộ sĩ quan trẻ chưa mạnh dạn trong tham mưu đề xuất cho lãnh đạo, chỉ huy,
nên hiệu quả công việc chưa đạt như mong muốn. Bên cạnh thiếu những kinh nghiệm thực tiễn, hạn chế lớn nhất của sĩ quan trẻ là không thường xuyên cập nhật những kiến thức mới, trình độ ngoại ngữ vì tính hạn chế, tinh thần tự học để nâng cao trình độ và khả năng nhận thức của nhiều sĩ quan trẻ chưa cao. Một bộ phận còn ngại rèn luyện, chưa thể hiện được vai trò tiền phong gương mẫu, ngại học, ngại khó, chưa chịu khó rèn luyện, nâng cao trình độ, phục vụ công tác. Với chúng tôi, những đồng chí sĩ quan trẻ mới ra trường, thì trên cương vị công tác thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất theo tôi suy nghĩ đó là vấn đề kinh nghiệm trong quá trình công tác. Mặc dù ở nhà trường thì chúng tôi được đào tạo một cách rất cơ bản, tuy nhiên kinh nghiệm công tác thì là một điểm rất hạn chế, bởi trong quá trình học thì chúng tôi không được va chạm và tiếp xúc nhiều. Cái thứ hai đó là kinh nghiệm sống, bởi vì là cũng tuổi đời đang rất trẻ nên là chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống. Cái thứ ba nữa là về cuộc sống, đời sống hàng ngày, bởi vì chúng tôi thấy rằng là cơ bản thì những đồng chí sĩ quan trẻ ra trường thì công tác xa nhà, và như vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư, tình cảm và nguyện vọng trong quá trình công tác. Để khắc phục những hạn chế trong đội ngũ sĩ quan trẻ hiện nay, để nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của cán bộ sĩ quan trẻ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, duy trì và xây dựng đơn vị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải hết sức coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ cho cán bộ sĩ quan trẻ. Đồng thời, quan tâm chăm lo, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần, nhất là điều kiện làm việc và các chế độ, chính sách hợp lý để động viên sĩ quan trẻ yên tâm, gắn bó xây dựng cơ quan, đơn vị. Có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và rèn luyện thử thách nhằm xây dựng lớp cán bộ kế cận có chất lượng cao. Đặc biệt, việc tập trung xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện là thiết thực, tạo môi trường thuận lợi cho sĩ quan trẻ có cơ hội rèn luyện, phấn đấu. Đối với chúng tôi thì những đồng chí sĩ quan trẻ thì từ những cái khó khăn đấy thì theo tôi, trong thời gian tới để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình thì cần xác định tốt một số vấn đề. Cái thứ nhất đó là phải tích cực cố gắng, nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện. Cái thứ hai là cố gắng rèn luyện về đặc biệt là vấn đề chấp hành kỷ luật. Là một sĩ quan trẻ trong lực lượng vũ trang tỉnh, bản thân tôi trước tiên phải kiên định mục tiêu lý tưởng, thường xuyên học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước rất quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang, nên bản thân sĩ quan trẻ phải cống hiến sức lực, tài năng của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực được giao. Đồng thời, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi về vật chất, tinh thần cho đội ngũ sĩ quan trẻ, phát huy trí tuệ, năng lực cống hiến của mình, đề ra các biện pháp giáo dục, quản lý đội ngũ sĩ quan trẻ phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các đồng chí, được thành lập từ năm 2006, mô hình tiểu đội dân quân luân phiên thường trực của các xã trọng điểm thuộc tỉnh Hà Giang đã đem lại những kết quả đáng ghi nhận. Đây thực sự là lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở, vì sự bình yên nơi biên giới. Và đây cũng chính là nơi rèn luyện, đào tạo và thử thách cán bộ. Từ những chiến sĩ của tiểu đội, nhiều đồng chí đã phát triển thành những cán bộ trẻ, năng nổ, nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền địa phương, các xã vùng cao nơi biên cương Tổ quốc. Việc khó, việc cấp bách cần giải quyết khẩn trương. Tiểu đội dân quân luân phiên thường trực luôn có mặt kịp thời. Những nhiệm vụ giao cho tiểu đội thực hiện chúng tôi hoàn toàn yên tâm. Đó là lời khẳng định của hầu hết những đồng chí lãnh đạo các xã có tiểu đội dân quân luân phiên thường trực đóng quân. Khi được hỏi về kết quả, thành tích và những đóng góp của tiểu đội dân quân thường trực. Với địa hình rộng, hầu hết là núi đá, đường xá đi lại gặp rất nhiều khó khăn, nên lực lượng dân quân ở cơ sở luôn phát huy được vai trò của mình là lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời giải quyết khi có tình huống xảy ra. Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp với các đồn biên phòng tham gia tuần tra biên giới, bảo vệ các mục tiêu theo nhiệm vụ. Tiểu đội dân quân luân phiên thường trực ở các xã trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hà Giang là lực lượng đi đầu trong cứu hộ, cứu nạn trong các tình huống khẩn cấp. Trong đợt mưa đá lốc xoáy vừa qua, làm tốc nhiều mái nhà, làm hư hỏng nhiều hát ao hoa màu. Tiểu đội dân quân luân phiên thường trực là lực lượng có mặt ở những khu vực trọng điểm sớm nhất,
để giúp nhân dân di dời nhà cửa, tài sản đến nơi an toàn, giúp nhân dân lợp lại mái nhà, từng bước ổn định cuộc sống. Cùng thời điểm đó, trên địa bàn tỉnh xảy ra dịch cúm gia cầm trên diện rộng, thì các anh lại được huy động, vừa tham gia khoanh vùng, dập dịch, vừa vận động nhân dân tiêm phòng, điều trị, không vận chuyển mua bán để tránh dịch bệnh lan rộng. Cùng lúc, lực lượng dân quân thường trực đã phân chia lực lượng tham gia phun thuốc khử trùng, tiêu độc để dập dịch một cách nhanh nhất, triệt để và hiệu quả nhất. Điểm nổi bật nhất là các tiểu đội dân quân luân phiên thường trực, hầu hết là con em các thôn bản, do đó họ rất thông thuộc, nắm chắc địa bàn, nên tiểu đội dân quân thường trực đã phối hợp với các lực lượng khác, tham gia nhiều đợt tuần tra đường tiểu ngạch, bắt giữ các đối tượng buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, không nghe theo lời kẻ xấu, không di dịch cư tự do. Ý nghĩa hơn là tiểu đội đã tạo được lòng tin đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Họ thấy vững tin hơn, yên tâm hơn khi các anh luôn có mặt kịp thời và đi đầu trong mọi nhiệm vụ, giải quyết tốt những vụ việc khó khăn, phức tạp nảy sinh trên địa bàn. Thì cái tiểu đội dân quân luân phiên trực của xã Hồng Trà được thành lập tháng 11 năm 2013. Thì từ khi được thành lập thì dưới sự chỉ đạo của huyện cũng như huyện đội, thì Đảng ủy Hội đồng dân văn xã đã chỉ đạo cho các tổ chức cái tiểu đội này là tổ chức huấn luyện. Đầu tiên là huấn luyện để sẵn sàng chiến đấu. Và trong cái thời gian năm 2003 đấy, thì đặc biệt là trong cái dịp Tết Giáp Ngọ, thì cái tiểu đội dân quân luân phiên trực này đã thường xuyên cùng phối hợp cùng với công an là trực tại trụ sở, rồi là tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại các thôn, đặc biệt trong Tết vừa qua. Thì với cái sự tham gia của cái tiểu đội này ấy, thì cái tình hình an ninh chính trị trật tự toàn của xã ấy, là cơ bản là ổn định. Và bên cạnh đó là cái tiểu đội này thì cũng thường xuyên là xuống các cái cơ sở, đặc biệt là các cái hộ nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo, để tham gia giúp đỡ nhân dân là phát triển kinh tế, rồi là tuyên truyền nhân dân là thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Thăm chốt trực của tiểu đội dân quân thường trực biên giới đóng tại xã Sùng Trà, huyện Mèo Vạc. Tuy cơ sở vật chất phục vụ cho nhiệm vụ còn khó khăn, thiếu thốn, song mọi vật dụng sinh hoạt, chỗ nghỉ ngơi đều được các anh sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, thể hiện tính thống nhất, đồng bộ. Trong số 10 đồng chí là dân quân làm nhiệm vụ thường trực, 100% là người dân tộc thiểu số nên điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, anh em luôn yên tâm tham gia thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, tuần tra canh gác và tích cực tăng gia chăn nuôi, sản xuất, góp phần tăng thêm thu nhập. Trong khó khăn, tiểu đội luôn thể hiện được ý chí tự lực, tự cường để ổn định cuộc sống. Trên những khoảng đất ít ỏi, xen giữa vách đá treo leo, các anh đã trồng ngô, trồng rau để cải thiện cuộc sống. Vai trò của cái tiểu đội dân quân luân phiên thường trực sẵn sàng chiến đấu thì cũng cái nhất là cũng tham gia cùng với các cái lực lượng trên địa bàn xã Sùng Trà thực hiện tốt cái việc mà giữ gìn bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Trong đó cụ thể đó là tham gia cái tích cực đến cái phòng chống chuyển đạo trái phép, di dị cư tự do. Và cái thứ hai là tham gia cái xây dựng cái chương trình nông thôn mới, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt cái chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, cũng như là việc xóa bỏ các cái hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, cũng như là việc xây dựng cái nếp sống văn hóa mới. Với phương châm việc khó đi đầu, gian nguy không quản ngại, tiểu đội dân quân luân phiên thường trực của tỉnh Hà Giang luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những thành tích, kết quả đó đã góp phần giúp địa phương vững về quốc phòng, ổn định về an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế xã hội, củng cố vững chắc thế trận lòng dân vì bình yên nơi biên cương địa đầu Tổ quốc.
Thưa quý vị và các đồng chí, để thực hiện tốt chỉ thị 24 của Bộ Chính trị, quyết định 1237 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, đồng thời thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thương binh liệt sĩ, thể hiện truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân và thân nhân các liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ còn nằm ngoài nghĩa trang sau các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kính mong các tổ chức chính trị xã hội, nhân dân trên địa bàn tỉnh, gia đình, thân nhân các liệt sĩ, đặc biệt là các cựu chiến binh đã từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu, cung cấp thông tin về các phần mộ của liệt sĩ còn nằm ngoài nghĩa trang, hoặc các liệt sĩ hy sinh do chiến tranh ác liệt không lấy được thi hài, trong hồ sơ còn thiếu thông tin để làm cơ sở cho việc tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang theo quy định. Mọi thông tin về các liệt sĩ xin gửi về Ban Chính sách Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang hoặc số điện thoại 02193-875-111. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xin trân trọng cảm ơn. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Lực lượng vũ trang Hà Giang. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.